Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Đã bao giờ các anh em thợ làm rửa xe ô tô hay là các anh em thợ làm chăm sóc ô tô đã hỏi rằng là có một cái dụng cụ nào để mà quét dung dịch vừa là về ngoại thất và vừa về nội thất ô tô hay không? Thay vì là phải mua từng cái dụng cụ một, ví dụ như dụng cụ thì quét dung dịch trên bề mặt lốp, còn dụng cụ thì quét dung dịch trên cái bề mặt táp lô hay là các cái cửa, thì đây chính là cái câu trả lời. Một cái bàn chải quét dung dịch cho cả cái bề mặt nội thất ở bên trong và cả những cái bề mặt ngoại thất ở bên ngoài. Vậy thì cái bàn chải này nó có những cái đặc điểm tính năng gì đặc biệt mà nó lại có thể đa năng như vậy? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Cái đặc điểm tính năng đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các bạn về cái bàn chải quét dung dịch đa năng này, đó là về cái cán này. Thì như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình này, cái cán này nó rất là dài và dễ cầm. Chính vì vậy mà rất là dễ dàng khi mà quét dung dịch trên những cái bề mặt nội thất hay là ngoại thất ô tô. Cái đặc điểm tính năng thứ hai đến từ cái bề mặt của cái bàn quét dung dịch đây này các bạn này, thì nó được làm bằng một loại mút rất là đặc biệt, có thể giữ được cái dung dịch ở phía bên trong cái miếng mút này. Chính vì vậy mà khi sử dụng để quét trên cái bề mặt lốp hay là bề mặt về cửa hay táp lô ấy, thì nó rất là tiết kiệm dung dịch. Cái thứ ba đó là nó còn có thể sử dụng để mà quét sạch dầu mỡ bụi bẩn trên những cái bề mặt của những cái dụng cụ gia dụng trong gia đình. Và cái thứ tư, một cái đặc điểm tính năng và cũng là một cái ưu điểm rất là nổi bật của cái bàn chải quét dung dịch đa năng này, đó là cái bề mặt của cái miếng mút này nó không bị bám cát. Chính vì vậy mà có thể sử dụng được cả bên trong nội thất xe và bên ngoài ngoại thất của xe. Tuy nhiên là để mà sử dụng một cách chuyên nghiệp nhất thì các bạn có thể sắm từ 2 chiếc trở lên, thì một chiếc mình có thể sử dụng bên trong nội thất và một chiếc mình sử dụng bên ngoài nội thất.
Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về những cái đặc điểm tính năng của cái bàn trải quét dung dịch đa năng, cũng như là demo cho các bạn thấy về cái tính năng của nó. Các bạn khi xem video, nếu như còn những vấn đề gì thắc mắc, có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho số hotline ở phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể comment hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi, để nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video thì nếu như thấy hay và hữu ích, hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Tahiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.